Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông báo danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Danh sách lấy phiếu tín nhiệm gồm 29 người, trong đó 7 người giữ các chức danh của Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. 22 người giữ các chức danh của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Giám đốc các sở, Giám đốc Công an thành phố, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Dân tộc thành phố. 3 thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh thanh tra thành phố, không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm do được bầu trong năm lấy phiếu tín nhiệm.